Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group khủng bố sống lại nhé. Hôm nay thì chúng ta mới tiếp tục được group. Bởi vì thời gian vừa qua mình rất là bận. Cuối năm nó cũng khá nhiều là nhiều việc. Nên anh em hết sức thông cảm nhé. Bị ngắt quãng một đoạn thời gian khoảng hơn tuần. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với group mới. Từ tập số 306. Và cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ Tiến Phong. Để Tiến Phong có thêm chi phí tác quyền của bản dịch của bộ truyện này. Và những bạn nào mà mình chưa kịp duyệt thì mình sẽ duyệt sau nhé. Bởi vì vừa mở xong và mình live stream luôn. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trong cái lúc live stream trên nhóm này mình không tag mọi người được, sợ thông báo nó không có thì mình cứ đọc nhé. Khủng bố sống lại, tập 306. Đâm trúng. Dương Gian tận mắt nhìn thấy đinh đóng quan tài đã đâm trúng vào thân thể của Lệ Quỳ. Nhưng mà trong lòng hắn lại có một loại cảm giác không được chân thật. Nhìn qua thì thấy là đâm trúng, nhưng mà lại không có loại phản ứng quen thuộc như khi bị đâm trúng giống mấy lần trước. Dường như lực lượng linh dị vẫn còn, không bị áp chế. Trên đỉnh đầu của nó, ngọn đèn vẫn như trước, tiếp tục sáng, quỷ cũng không có rũ đầu xuống. Dương Gian nheo mắt. Con quỷ này có gì đó không thích hợp. Bóng tối đã tiêu tan không ít. Những người khác lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Bóng dáng của mấy người ở xung quanh lại tiếp tục xuất hiện. Vốn đang tưởng rằng là mọi chuyện đang có chuyển hóa tốt đẹp, nhưng mà khi thấy cảnh tượng đối kháng của Dương Gian và Lệ Quỷ ở trước mắt thì tất cả đều lộ ra vẻ kinh sợ. Lý Dương hô to một tiếng. Đội trưởng. Dương Gian nói. Lập tức thắp quỷ nến. Con Lệ Quỷ này đang ảnh hưởng đến đèn trong hành lang. Trong lúc nói chuyện, động tác của hắn ta cũng không hề dừng lại. Dưới chân, hắc ảnh nồng đậm nhanh chóng tràn qua, trực tiếp bao phủ dấu chân của con Lệ Quỷ ở trước mặt. Hắn chuẩn bị phát động nguyền rủa của thanh sải đao nhằm tách rời cái con Lệ Quỷ này. Thế nhưng khi môi giới vừa phát động, ở trong hành lang của tầng 4 liền hiện ra một đống người lít nha lít nhít, muôn hình muôn vẻ. Tuổi tác của những người này không có giống nhau, nam nữ đều có, đều là người đưa thư lúc trước ở tầng 4. Ở bên trong môi giới, Dương Gian nhanh chóng tìm ra được bóng dáng của con Lệ Quỷ kia, sau đó rút ra đinh đóng quan tài, thay đổi đầu thương, dùng thanh xài đao chém xuống. Ở bên trong môi giới, bóng dáng Lệ Quỷ lập tức bén chém thành hai đoạn. Năng lực khủng bố của thanh xài đao thực sự bạo phát. Toàn bộ tầng 4 đều bị ảnh hưởng to lớn. Dường như là do sự va chạm giữa linh dị với linh dị mà sinh ra xung đột cực đại, khiến cho toàn bộ bóng đèn trong hành lang lập tức bị nổ tung. Chiếc bóng đèn vừa mới sáng lên kia cũng đã bị dập tắt. Tại thời khắc này, quy luật tắt đèn hẳn phải chết cũng được phát động. Toàn bộ người ở dưới ánh đèn bao phủ đều gánh chịu nguy cơ, không thể né tránh. Nhưng mà tại thời điểm then chốt, ngọn nến ở trong tay của Lý Dương lần nữa sáng lên, tỏa ra ánh nến âm u, màu xanh lục. Dương Gian phát động môi giới của thanh sải đao, tập kích con Lệ Quỷ trước mắt. Mà loại công kích linh dị này ở thời điểm mình hình như tạo thành một loại xung đột nào đó, sinh ra phản ứng dây chuyền, cho nên toàn bộ bóng đèn bên trong hành lang của tầng 4 đều đồng loạt nổ tung. Mà ngọn đèn vừa bị Lệ Quỷ ảnh hưởng, sắp rửa sáng lên cũng trong nháy mắt dập tắt. Đồng thời cái này dường như cũng có thể phát động được quy luật giết người của con Lệ Quỷ kia. Tắt đèn hẳn phải chết. Ngay khi bóng tối sắp rửa bao phủ, cây quỷ nến vừa bị thổi tắt lại được thắp sáng một lần nữa. Nhưng giờ phút này, cây quỷ nến trong tay của Lý Dương lại tỏa ra hơi khác thường. Nó đang rút ngắn lại với một tốc độ cực kỳ kinh người, giống như là quỷ nến ở trong không gian gia tốc vậy. 1 giây, 2 giây,
3 giây. Chỉ mới cháy được chừng hơn 5 giây mà quỳ nến đã thiêu đốt hơn phân nửa. Với lại ngọn lửa bành trướng cực lớn, giống như được thúc giục vậy. Loại tốc độ thiêu đốt này đúng là không thể tưởng tượng. Ai cho chịu nổi chứ? Lý Dương thấy vậy cũng thầm hít một hơi lạnh. Trong nhà mắt liền có loại xúc động muốn thắp lên cây nữa. Nếu không thắp nhanh một chút thì khả năng ánh sáng không thể nào duy trì được liên tục. Nhưng bởi vì tại thời điểm vừa mới tiến vào bưu điện quỷ, bọn họ đã đưa cho Tôn Thụy một cây quỷ nến, cho nên hiện tại trong tay quán ta chỉ còn lại có một cây này. Quỷ biến mất ra. Giờ phút này Dương Gian lại nhìn thấy, sau khi bị hắn dùng thanh xài đao tập kích, con lệ quỷ khủng bố đứng ở bên cạnh Vương Thiệu. Vương Thiện cũng chưa từng xuất hiện bất cứ biểu hiện nào, mà lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay khi bóng đèn bị nổ tung. Dường như một đao kia quán không mang đến hiệu quả như tưởng tượng. Ở bên trong bưu điện quỷ vẫn còn tồn tại thứ gì đó đáng sợ hơn. Đồng thời con lệ quỷ ở trước mặt này cũng không có đơn giản như vậy. Dường như nó còn có liên quan đến thứ gì đó, chứ không phải là tồn tại đơn thể độc lập. Lúc này Lý Dương đột nhiên hô to một tiếng. Đội trưởng, quỷ nến sắp không chịu nổi rồi. Ánh mắt Dương Gian nhất động. Tôi thấy rồi. Mặc dù lệ quỷ bị tôi đẩy lui, nhưng mà lực lượng linh dị vẫn còn. Nguyên rùa tắt, tắt đèn khăn phải chết cũng chưa bị biến mất. Lúc này hẳn nó vẫn còn đang tồn tại trên người của chúng ta. Ánh nến của quỷ nến đang thay thế cho ánh đèn vừa bị dập tắt, đồng thời đang đối kháng lại cùng nguyên rùa tắt đèn hẳn phải chết. Đúng là tốc độ thiêu đốt của nó có chút kinh người. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể yên lặng quan sát tình hình. Nếu cây quỷ nến này không chống đỡ nổi nguyên rùa phải tắt đèn, như vậy mấy người chúng ta sẽ phải gặp nguy hiểm. Hắn chỉ liếc mắt một cái là lập tức nhận ra được vấn đề. Loại tình huống này cũng giống như là việc lúc trước hắn dùng quỷ nến để đối kháng với nguyên rùa thanh xài đao ở khách sạn Seda. Điểm khác biệt duy nhất chính là tốc độ thiêu đốt của hai lần này còn hơn, có hơi khác nhau một chút. Khi chống đỡ nguyền rùa của thanh xài đao, quỷ nến cháy sạch toàn bộ chỉ trong vòng một nốt nhạc, mà lần này nó lại thiêu đốt với một tốc độ rất nhanh. Sau khi ngọn nến này cháy sạch, toàn bộ mọi người sẽ chết sao? Đối mặt với kết luận khiến cho người ta phải dùng mình như vậy, những người khác lập tức mở to hai mắt rồi nhìn chăm chăm vào cây quỷ nến đang thiêu đốt một cách nhanh chóng trong tay Lý Dương. Nãy giờ thời gian mới trôi qua chừng có 10 giây, vậy mà cây quỷ nến trong tay của Lý Dương đã cháy hơn phân nửa, chỉ còn lại có một đoạn ngắn. Mặc dù tốc độ thiêu đốt lúc này của nó không còn kịch liệt như trước, nhưng mà vẫn còn khiến cho đám người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bởi vì một đoạn nến ngắn cũn kia còn đang tiếp tục cháy. Tốc độ thiêu đốt chậm lại, có vẻ như đã qua thời điểm hung hiểm nhất. Chỉ còn lại một chút ít lực lượng linh dị cuối cùng đang đối kháng với quỷ nến. Nhưng dù loại nguyền rùa phải chết này còn sót lại một chút xíu cũng khá là chí mạng. Tối thiểu là giết chết hai người bình thường như Vương Thiện và Dương Tiểu Hoa là không có vấn đề. Quỷ nến một lần nữa ngắn lại. Lúc này chiều dài của nó không đầy 3 cm. Thế nhưng ánh nến vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi điều này. Nó vẫn tiếp tục thiêu đốt một cách sung mãn. Chỉ là cái loại thiêu đốt này khiến cho quỷ nến tiêu hao có chút nhanh. Ưng Ca lo lắng nói. Vẫn còn tiếp tục sao? Sắp ngăn không được rồi. Không có biện pháp nào nữa sao? Biện pháp? Lúc này còn có thể có biện pháp gì chứ? Tập kích của quỷ đã hình thành, điều kiện hẳn phải chết đã được kích hoạt. Hiện tại toàn bộ đều nhờ quỷ nến chống đỡ. Mà quỷ nến là vật phẩm tiêu hao, đốt sạch là không còn nữa. Đồng thời trong tay của Dương Gian cũng không còn quỷ nến để dùng tiếp nữa. Nếu quỷ nến đốt cháy sạch, đồng thời con lệ quỷ vừa nãy không chịu lùi, với khả năng hiện tại của mình hẳn đã có thể chống đỡ được loại quy luật hẳn phải chết này sao?
Lúc này Dương Gian đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đồng thời cũng đang tự ước định năng lực của bản thân. Nhưng mà hiển nhiên bản thân hắn cũng không biết được kết quả. Trước kia hắn cũng đã từng đụng phải loại quy luật hẳn phải chết này, chỉ là lúc đó có búp bê thế mạng hoặc là còn nguyên rùa của hộp âm nhạc nên có thể chống đỡ. Hiện tại Dương Gian trở thành dị loại, nhưng mà cũng chưa từng đích thân nếm thử qua cái loại tập kích hẳn phải chết này. Dù gì đi nữa, nếu sau khi thử mà chết thật, vậy chẳng phải hắn tự tìm đường chết hay sao? 2 cm. Cây quỷ nến trong tay của Lý Dương đạt đến cực hạn. Thời điểm nó đốt trụi chỉ còn lại có một chút mà thôi. Nhưng có vẻ như là vận khí lần này của đám người cũng không có biết bát đến mức đó. Sau khi kiên trì được mười mấy giây, tại thời điểm chỉ còn chừng 2 cm, nó đột nhiên khôi phục lại tốc độ thiêu đốt bình thường, không còn mãnh liệt và nhanh chóng như lúc trước nữa. Dừng rồi, tốc độ tiêu hao của nến đã thay đổi. Vốn Dương Tiểu Hoa đang nhìn chằm chằm vào ngọn nến, thấy cảnh tượng như vậy lập tức tỏ ra kinh hỉ. Không có việc gì, hiện tại là không có việc gì nữa đúng không? Vương Thiện suy nghĩ chút xuất thần, đồng thời có cảm giác không được chân thực. Thần kinh hắn ta căng cứng đến cực điểm, hiện tại có chút hơi mơ hồ không rõ. Dương Gian, loại tình huống như vậy đại biểu cho điều gì? Ưng Ca vẫn duy trì sự lãnh tĩnh như cũ. Hắn ta khẽ quan sát sau đó hỏi Dương Gian. Khá đơn giản, quỷ nến tiêu hao nhiều như vậy, đến cuối cùng nó đã thành công ngăn lại quy luật giết người hẳn phải chết kia. Lần tập kích này đã bị nó triệt tiêu, không còn rơi xuống đầu chúng ta nữa. Cũng may vừa rồi tôi kịp thời thổi tắt nến, không để cho nó tiêu hao nhiều hơn một chút. Nếu không tình hình hiện tại thế nào cũng khó mà nói. Dương Gian bình tĩnh nói. Trên trán quán xuất hiện một vết nứt màu máu cực kỳ dữ tợn. Vết rách này kéo dài dọc theo khuôn mặt, xuống cổ, đến ngực, giống như cả người hắn ta muốn bị xẻ đôi vậy. Một ít máu hơi sền sệt lập tức xuất hiện, tác dụng phụ sau khi sử dụng thanh xài đao đã lộ ra. Nguyên rùa cũng tương tự bộc phát ở trên người quán. Loại vết thương như này không chỉ xuất hiện ở trên thân thể hắn, mà ngay cả quỷ ảnh ở dưới chân cũng phải dính. Giờ khắc này hắn không lựa chọn khởi động lại để chữa trị cho bản thân, bởi vì tối nay quá là nguy hiểm. Cho nên Dương Gian cảm thấy bản thân cứ để cho quỷ ảnh tự lành là tốt rồi. Nếu hiện tại sử dụng đến khởi động lại, nếu vậy sau đó gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ không có dễ đối kháng. Dù sao năng lực khởi động lại quán tối đa chỉ khiến cho bản thân trở lại thời gian vài phút trước mà thôi. Mặc dù chưa sử dụng đến cực hạn, nhưng hắn có thể khẳng định loại năng lực này không thể sử dụng tùy tiện. Nếu không sẽ khiến cho mắt quỷ bị kích thích, khôi phục thêm một bước. Nhờ vậy dù có là dị loại, hắn cũng phải gặp phiền phức. Mặt của cậu... Liễu Thành Thành lập tức chú ý đến tình huống của Dương Gian. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Dương Gian không để ý đến cái loại vết thương như vậy. Chỉ là đoạn thời gian tiếp theo, hắn cũng không thể sử dụng thanh xài đao một cách tùy tiện được nữa. Nếu không, đợt nguyên rùa thứ hai bộc phát sẽ khiến cho quỷ ảnh bị xé rách, vậy tốc độ khôi phục sẽ càng chậm hơn nữa. Nhưng hắn còn giữ năng lực khởi động lại, có thể triệt tiêu một lần nguyên rùa của thanh xài đao bất cứ lúc nào. Phải lần lượt sử dụng các năng lực, như vậy mới khiến cho hắn không rơi vào tình thế bị động trong thời gian ngắn. Sau đó Lý Dương lại hỏi. Vừa nãy con quỷ kia chỉ là tạm thời biến mất, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Chỉ cần quỷ không bị giam giữ, nó liền có khả năng lại xuất hiện thêm một lần nữa, bởi vì quỷ không thể bị giết. Cho dù thanh xài đao có thể tách rời lệ quỷ, nhưng mà chỉ cần thêm chút thời gian, lệ quỷ vẫn có thể tự động khôi phục lại như cũ. Chút quỷ nến còn sót lại vẫn đang thiêu đốt, khiến cho xung quanh còn lưu giữ chút ánh sáng, không đến mức phải rơi vào trong bóng tối một lần nữa. Mọi người tụ tập trong vòng sáng của ánh lửa, mặt mũi ai nấy đều cực kỳ ngưng trọng. Dương Gian nhìn thời gian, hiện tại chỉ mới 6:57. Nói một cách khác, kể từ lúc tắt đèn,
thời gian vẫn chưa quá 1 giờ. Nhưng khoảng cách đến lúc trời sáng vẫn còn 11 giờ lận. Quãng thời gian dài này khiến cho đám người cảm thấy ngạt thở cùng với tuyệt vọng. Dương gia nói, chúng ta cần tìm một căn phòng không sáng đèn, đồng thời cửa phải còn nguyên vẹn. Tình hình ở trong hành lang chỉ tốt hơn so với phòng 402 một chút thôi. Với hiện tại đèn tầng 4 đã bị nổ. Liệu quỷ ở bên trong phòng 402 có bị mất khống chế, tôi cũng không dám chắc. Lúc này là thời điểm cần đến năng lực quỷ chặn cửa của Lý Dương. Quỷ chặn cửa có thể ngăn cách lực lượng linh dị, vì thế ở trong phòng sẽ an toàn hơn. Điều kiện tiên quyết là căn phòng đó không thể sáng lại đèn, nếu không nó sẽ hấp dẫn lệ quỷ tới. Cái này chẳng khác gì so với việc tự tìm đường chết hết. Liễu Thành Thành lập tức hỏi, chỉ còn lại mấy căn phòng, cậu cảm thấy căn phòng nào là phù hợp nhất? Dương Gian tiếp tục dùng mắt quỷ thăm dò, ánh mắt khẽ đảo qua những căn phòng đang lộ ra cỗ khí thức quỷ dị kia. Những căn phòng này đều có thể có lệ quỷ. Nếu xui xẻo chọn chúng một chỗ đang có lệ quỷ bên trong, như vậy khả năng sẽ phải có người chết. Mặc dù nói hiện tại Dương Gian đang là dị loại, không dễ bị quỷ giết chết, thế nhưng bên trong bưu điện quỷ quá hung hiểm, số lượng của lệ quỷ khủng bố quá nhiều, nên không thể nói chắc được. Tất cả mọi người đều nhìn Dương Gian, chờ đợi hắn đưa ra quyết định. Cảnh tượng vừa rồi của bọn họ đều chứng kiến rõ ràng, Dương Gian có đầy đủ năng lực trợ giúp bọn họ sống lại. Dương Gian cảm thấy chờ qua đêm ở bên ngoài hành lang sẽ không có an toàn. Con lệ quỷ vừa bị hắn ta đánh đuôi kia có khả năng xuất hiện một lần nữa. Đồng thời, ban đêm ở trong bưu điện quỷ xuất hiện rất nhiều hiện tượng linh dị, kỳ quái. Nhưng mà những căn phòng đang sáng đèn lại không thể đi vào, bởi vì chúng sẽ hấp dẫn lệ quỷ tới. Sau khi đi một phòng, cuối cùng ánh mắt của hắn ta dừng lại ở trước phòng 404. Phòng 404 không có cửa, có lẽ đã bị lệ quỷ dùng đầu đụng nát. Ở bên trong hoàn toàn là một mảnh không gian đen kịt, không có ánh đèn. Nhưng mà trước đó con quỷ đập đầu vô tường kia đã tiến vào căn phòng 402, cho nên hiện tại căn phòng này đang an toàn. Nhân lúc quỷ nến còn chưa bị dập tắt, tất cả đi theo tôi. Dương Gian hành động cực kỳ quyết đoán, không một chút dây dưa dài dòng, lập tức tiến thẳng vào bên trong căn phòng kia. Mọi người thấy vậy thì nào dám trì hoãn, vội vàng đuổi theo, sợ bị tụt lại phía sau. Dương Gian không quay đầu lại, mà định đi vòng quanh một vòng đến phòng 404. Bởi vì nếu quay đầu lại liền đi ngang qua phòng 402 vừa nãy. Lúc này trong phòng kia thế mà đang có mấy con lệ quỷ bồi hồi ở đây, nếu bị chúng để ý mắt tới thì chắc là phiền to. Hành lang không dài, nên dù đi vòng quanh một vòng cũng không mất bao nhiêu thời gian. Quỷ nến vẫn còn đang trong tỏa ra ánh sáng, trong tình trạng không bị lực lượng linh dị quấy nhiễu. Cây quỷ nến này có thể thiêu đốt rất lâu, thậm chí nó còn cháy được lâu hơn cả một cây nến bình thường. Dưới ánh nến chập chờn màu xanh lục, đám người cẩn thận tiến lên. Trên đoạn đường, đám người di chuyển cực kỳ thuận lợi, giống như là không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng đi ở phía sau cùng, Ưng Ca đột nhiên nói, Dương Gian, đằng sau tôi hình như có tiếng bước chân, có vẻ như tôi đang bị thứ gì đó đuổi theo. Lời này vừa ra, mấy người Liễu Thành Thành, Dương Tiểu Hoa, Vương Thiện lập tức giật mình. Đừng có ngừng, quỷ nến vẫn còn, dù thực sự có quỷ, chúng ta cũng sẽ không có tập, chúng cũng không tập kích chúng ta. Chỉ cần đi vào bên trong một căn phòng tương đối an toàn, chúng ta có thể vượt qua được đêm nay. Lý Dương phản ứng khá là nhanh, lập tức quát một tiếng, để cho đám người đi vào, không muốn lãng phí một chút thời gian còn lại. Quỷ nến trong tay hắn ta sắp sửa bị đốt sạch rồi. Lúc này Dương Gian cũng đã nghe thấy, ở trong đám người bọn họ có xen lẫn vào một tiếng bước chân lộn xộn.
Tiếng bước chân kia rất là gấp gáp, giống như là ai đó đang chạy vậy. Nhưng mà từ đầu đến cuối, người kia lại không hề tới gần, giống như nó chạy một đoạn thì dừng, sau đó chờ đám người đi thêm một quãng lại chạy tiếp. Có vẻ như thứ kia e ngại ánh nến, không muốn tiếp xúc quá gần. Xem bộ dạng vẫn là bị một con lệ quỷ nào đó đuổi theo. Lúc trước cửa phòng 402 xuất hiện một đống dấu chân dính đầy bùn đất. Hiện tại xem ra con lệ quỷ kia cũng không đi vào phòng, mà chỉ bồi hồi ở phía trước cửa. Còn nguyên nhân vì sao nó lại theo chúng ta, hẳn là do vừa nãy ở bên trong hành lang có đèn sáng. Ánh đèn kia dẫn nó đến, và hiện tại nó đang để mắt đến chúng ta. Dương Giang tăng tốc độ, đồng thời khẽ nhíu mày. Bởi vì quỷ sẽ không có vô duyên vô cớ đi theo một người. Nếu nó bám theo sát, không chịu rời đi, điều đó có nghĩa là đã có người phát động quy luật giết người của nó, nên mới đi theo không thả như vậy. Lý Dương lập tức báo cáo tình hình. Đội trưởng, quỷ nến còn chịu đựng được. Có vẻ như là mức độ nguy hiểm của con lệ quỷ này cũng không cao như tưởng tượng. Với lại nó cũng không tới gần, vì thế quỷ nến thiêu đốt không nhanh, còn không thể đỡ được vài phút. Vài phút. Chỉ đi có nửa vòng hành lang, sao có thể dùng nhiều thời gian như vậy được chứ? Rất nhanh, mấy chục giây sau, Dương Gián đã đi đến trước cửa phòng 404. Mặc dù bên trong đen như mực, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ một cách rất rõ. Bên trong phòng rất lộn xộn, đồ đạc nằm lung tung, đồng thời trên vách tường còn lưu lại một vết máu đã khô, cùng dưới đất còn sót lại mấy mảnh da, tóc. Dường như tại quãng thời gian nào đó cách đây không lâu, ở trong này đã xảy ra một chuyện gì đó. Mặc dù cửa chính đã biến mất, nhưng mà khi nhìn vào trong, các cửa phòng còn lại đang đóng chặt, đồng thời hoàn hảo, không một chút tổn hao. Qua bên này. Dương Gian chỉ nói một câu. Sau khi xác định bên trong không có nguy hiểm, hắn lập tức đi vào trong phòng ngủ của phòng 404. Đám người bám sát, sợ bị thụt lại phía sau. Nhưng phía sau lưng, tiếng bước chân gấp rút kia lại xuất hiện, đồng thời vượt qua cửa, tiến vào trong phòng. Quỷ vẫn còn đi theo bọn họ. Tuy nhiên quỷ nến vẫn còn đang cháy, tỏa ra ánh sáng chập chờn màu xanh lục. Mặc dù nó khá là quỷ dị, nhưng lại khiến cho đám người cảm thấy an tâm hơn. Dường như cửa phòng ngủ đã bị khóa lại, Dương Gian túm lấy chốt cửa nhưng mà không thể mở ra. Thấy vậy hắn không có do dự, lập tức trực tiếp vận dụng đến quỷ ảnh, bắt đầu bao phủ dọc theo khe cửa thẩm thấu vào bên trong. Rắc một tiếng, chốt cửa chuyển động, cửa phòng lập tức bị mở. Vừa mới mở, một cỗ khí tức mốc mèo cùng hôi thối phả vào mặt. Đều tiến vào hết đi. Dương Gian nhanh chóng đi vào, đồng thời ra hiệu cho đám người. Lý Dương cầm chặt cây quỷ nến, đứng yên trước cửa. Vì sợ quỷ trà trộn vào theo đám người, nên hắn ta đang dùng quỷ nến để ngăn cản lệ quỷ. Mấy người Dương Tiểu Hoa, Vương Thiện, Liễu Thanh Thanh lập tức xông vào ưng ca. Ưng ca ở đằng sau cũng nhanh chóng vào theo, bởi vì hắn ta đã nhìn thấy một dấu chân dính đầy bùn đất xuất hiện bên cạnh mình. Cũng may cuối cùng mọi việc đều hỷ kinh vô hiểm, ưng ca chạy được vào bên trong. Dấu chân kia nhanh chóng đuổi theo, nhưng mà khi đến trước cửa phòng, nó liền dừng lại, bởi vì quỷ nến vẫn còn cháy, tỏa ra ánh sáng khiến cho con lệ quỷ này không thể nào tiếp tục đi vào. Rầm một tiếng, cửa phòng đột ngột mở đóng lại. Không chờ Dương Gian phân phó, Lý Dương đã nhanh chóng đứng ở trước cửa, dùng thân thể mà chắn ngang. Lực lượng linh dị của lệ quỷ chặn cửa xuất hiện, căn phòng đã được ngăn cách với bên ngoài. Tiếng chân bên ngoài lập tức biến mất, xung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh. Dương Tiểu Hoa cẩn thận hỏi, hiện tại đã an toàn rồi sao?
Dương Gian nói. An toàn sao? Hiện tại nói chuyện này còn quá sớm. Chỉ mới 7 giờ tối thôi. Tiếp theo có chuyện gì xảy ra không một ai biết được. Trước tiên tạo chút ánh sáng đi. Ưng Ca hỏi. Liệu có hấp dẫn lệ quỷ đến không? Dương Gian nói. Cậu cho rằng bất cứ ánh sáng nào đều sẽ hấp dẫn lệ quỷ sao? Chỉ có loại ánh đèn mang theo lực lượng linh dị của bưu điện quỷ tầng 4 mới hấp dẫn thôi. Còn ánh đèn bình thường không có loại năng lực này. Ưng Ca vẫn tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Lỡ suy đoán này là sai thì sao? Sẽ chết người đấy. Dù có sai, cũng là do tôi và Lý Dương chống đỡ. Không cần mấy người phải hao tâm tốn sức. Dương Gian không thèm quan tâm tới ý kiến của những người này. Nếu không phải hắn cần phải lấy một số tư liệu tình báo về tầng 4 từ người này, hắn sẽ không có rảnh rỗi đến mức thiếu chiếu cố hắn. Ưng Ca không nói thêm gì nữa. Mà ngay lúc này, Dương Tiểu Hoa cũng lấy ra mấy cái que huỳnh quang. Sau khi lắc lắc mấy cái liền ném về góc hẻo lánh ở trong phòng. Tiếp đó lại mở ra đèn pin mang theo bên người. Ở bên trong phòng ngủ lập tức xuất hiện ánh sáng. Mặc dù không được sáng rõ, nhưng mà ít nhất có thể khiến cho đám người có thể khôi phục được tầm nhìn. Giờ phút này, ánh nến của quỳ nến cũng đã càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, hầu như là không thể nhìn thấy. Hoàn toàn bị dập tắt. Thấy vậy, khóe miệng Dương Gian không nhịn được, phải giật giật mấy cái. Một cây quỳ nến cứ thế tiêu hao không còn, và lại không có bất cứ thu hoạch nào hết. Đồng thời hắn đã sử dụng đến thanh xài đao, nhưng không thể xử lý sạch sẽ con lệ quỷ kia. Thành công duy nhất chính là đám người đều còn sống, không một ai bị toi mạng cả. Nhưng mà đối với hắn mà nói, cái này không có quá nhiều ý nghĩa. Ầm một tiếng. Bất chợt, đúng vào lúc này cửa phòng đột nhiên chấn động, giống như đang bị thứ gì đó hung hăng đụng vào, suýt nữa thì đã bị mở toang ra. Nhưng mà rất nhanh, cửa phòng đã bị đóng lại gắt gọng. Một loại lực lượng linh dị đặc thù nào đó đã xuất hiện ở trên cánh cửa, ngăn chặn sự dị thường đến từ bên ngoài. Lý Dương cố chặn cửa phòng, đồng thời nhỏ giọng nói: "Quỷ đang đạp cửa." Ầm một tiếng, quỷ ngoài cửa lại tiếp tục đạp. Mặc dù lực lượng đến đến mức khó tin, nhưng mà cửa vẫn có thể chống đỡ được. Không còn quỷ nến, nên con lệ quỷ kia bắt đầu tập kích chúng ta. Cậu không cần phải cố quá. Nếu lệ quỷ cứ tiếp tục đạp như vậy, tôi sẽ đích thân xử lý nó. Dương Gian lạnh lùng nhìn chăm chăm cánh cửa. Hắn sẽ không để cho con quỷ kia cứ vậy mà tiếp tục tiêu hao lực lượng linh dị của Lý Dương. Cho nên, nếu tối hôm nay con đệ quỷ kia cứ tiếp tục đạp cửa nữa, hắn sẽ không một chút do dự mà sử dụng đến thanh xài đao, tách rời nó ra. Lý Dương đáp. Tôi hiểu rồi. Trước tiên thử trông đỡ một lúc. Dầm một tiếng, quỷ lại tiếp tục đạp. Đây đã là lần thứ 3. Và lại lực đạp càng ngày càng lớn. Lần này cửa phòng bị đạp cho cong vòng, lộ ra một khe hở. Nhưng mà Lý Dương vẫn giữ chặt cửa, không cho quỷ đá văng. Sau khi đá 3 lần, ngoài cửa lại tiếp tục có động tĩnh. Nhưng mà nó cũng không có tiếp tục đạp cửa nữa, mà dường như là đi ra bên ngoài, phát ra từng tiếng bước chân gấp rút. Quỷ đang quanh quẩn ở bên ngoài cửa, giống như nó không có buông tha cho đám người ở trong phòng. Không còn đạp nữa sao? Dương Gian nghe được động tĩnh từ bên ngoài, đồng thời cũng thả lỏng một chút khi nhìn thấy quỷ không tiếp tục đạp cửa. Bất kể quỷ làm gì ở bên ngoài, chỉ cần nó không đạp cửa là được. Lý Dương nói. Hình như là như vậy. Tuy nhiên chúng ta vẫn không thể buông lỏng. Tôi sẽ tiếp tục chặn cửa để phòng vạn nhất. Dương Gian gật gật đầu. Những người khác thấy vậy cũng thầm thở phào. Liễu Thanh Thanh nói, giọng điệu mang theo một chút cảm khái. Tầng 4 quá hung hiểm. Không trách được người đưa thư tầng 4 lại chết gần hết. Ưng Ca cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải loại tình trạng mất khống chế. Trước đó sau khi đưa xong bức thư thứ nhất, tôi cũng không ở lại chỗ này.
cho nên không biết được tình hình cụ thể cùng kinh nghiệm đối kháng. Tuy nhiên với hung hiểm ở cấp độ này, không còn gì nghi ngờ nữa, người đưa thư tầng 4 sớm muộn gì cũng sẽ phải chết sạch. Hôm nay nếu không phải có sự xuất hiện của Dương Gian, khả năng cao bọn họ phải chết sạch ở trong phòng 402 rồi. Sau khi tiến vào trong phòng ngủ của phòng 404, đồng thời Lý Dương phát huy ra năng lực của quỷ chặn cửa, đám người xem như tạm thời an toàn. Tuy nhiên hung hiểm còn chưa được giải trừ. Bởi vì bên ngoài phòng khách, cách bọn họ một bức tường, quỷ còn đang đi đi lại lại, phát ra tiếng bước chân gấp rút. Mặc dù biết tạm thời quỷ sẽ không có phá cửa chạy vào, nhưng mà loại động tĩnh như vậy khiến cho tinh thần của đám người căng cứng, không thể thả lỏng, sợ bản thân không để ý, quỷ sẽ nhân một cơ hội mà phá cửa xông vào. Buổi tối hôm nay thực sự có thể chống đỡ nổi sao? Trong lòng Dương Tiểu Hoa, Vương Thiện đều nghĩ như vậy. Bọn họ cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cho dù bên cạnh còn có Dương Gian, nhưng mà không một ai cảm thấy yên tâm cả. Dù sao trong này cũng có quá nhiều lệ quỷ, chỉ cần có một chút xíu sai lầm, bọn họ sẽ phải chết. Người đưa thư tầng 4 quá là xui. Còn chưa phải làm nhiệm vụ đưa thư mà cũng đã sắp sửa bị mất mạng. Phân tích lúc trước của bọn họ là chính xác. Bởi vì muốn đối phó lệ quỷ đang trà trộn bên trong người đưa thư, nên bưu điện quỷ bắt đầu kích hoạt hình thức thanh lý. Nó muốn thanh lý toàn bộ người đưa thư, đến khi tìm ra được con lệ quỷ kia mới thôi. Còn tính mạng của người đưa thư, cái này đối với bưu điện quỷ không quá quan trọng. Và lại với năng lực của người đưa thư tầng 4, bọn họ rất khó để sống sót dưới tình cảnh như hiện tại. Chỉ cần nhiệm vụ đưa thư vẫn còn, không sớm thì muộn, bọn họ cũng sẽ bị bưu điện quỷ mạt sát. Đều nghỉ ngơi một chút đi. Thời gian tối nay còn dài. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, khả năng mấy người có thể sống sót đến sáng ngày mai. Dương Gian nói, đồng thời đưa tay sờ sờ vết nứt ở trên trán. Vết thương do nguyền rùa của thanh sải đao đang được chữa trị, chỉ là tốc độ cũng không có nhanh như ta tưởng tượng. Xem ra cái giá của một nhát chém vừa rồi còn chút đắt. Rồi cho chúng ta có sống sót qua đêm nay, thì ngày mai vẫn có nhiệm vụ đưa thư. Đến cuối cùng kiểu gì cũng sẽ phải chết thôi. Lúc này Dương Tiểu Hoa đang ngồi co ro, tựa lưng vào tường. Ở trong giọng nói của cô ta có chút thất lạc, cùng một loại cảm giác muốn từ bỏ, dãy dụa. Cô ta cảm thấy bản thân đã quá mệt, cứ như vậy còn không bằng chết đi. Dương Gian nhìn cô ta một cái rồi nói, đều đã đến bước này rồi, hiện tại nói mấy lời đó cũng có nghĩa gì chứ? Là muốn tự sát sao? Tuy nhiên dù cô có muốn tự sát đi chăng nữa cũng phải có sự cho phép của tôi mới làm được. Dương Tiểu Hoa nói, ngay cả quyền được chết mà tôi không còn nữa hay sao? Dương Gian nói, không, ngay cả năng lực chết cô cũng không có. Nếu không tin cô có thể thử. Mắt Dương Tiểu Hoa khẽ động, giống như đang tự hỏi xem ý nghĩa câu nói này của Dương Gian là như thế nào. Đối với cậu mà nói, tôi không có bất cứ giá trị nào. Nếu tôi chết, như vậy cậu cũng sẽ bớt đi một cái vướng vớ. Không phải đó là một chuyện tốt sao? Dương Gian gật gật đầu trực tiếp thừa nhận. Đúng, chỉ cần cô đồng ý, hiện tại cô có thể, tôi có thể ném cô ra ngoài. Cậu... Dương Tiểu Hoa không dám nói gì thêm. Cô ta nhìn ra được, lúc này thái độ của Dương Gian đang cực kỳ nghiêm túc. Nếu cô ta còn thêm một câu, chắc chắn cô ta sẽ bị ném ra ngoài thật. Dương Gian lạnh lùng nói, đúng là phế vật chẳng làm được cái gì. Đúng ra cô nên chết ở thời điểm thành phố Đại Xuyên đi. Có như vậy cũng muốn bán mạng cho tôi sao? Có cho tôi cũng ghét, chẳng thèm lấy. Dương Gian, cậu tới đây mà xem, hình như trên giường đã có một người chết này. Lúc này Vương Thiện đột nhiên chỉ tay vào chiếc giường ở bên cạnh rồi nói, trên giường đang phủ kín một lớp chăn mền màu trắng, chỉ lộ ra một góc,
Nhưng mà kinh người chính là nơi góc chăn lộ ra một bàn tay người chết đang hư thôi. Không chỉ có Vương Thiện, Ưng Ca, Liễu Thành Thành ở một bên cũng đang nhìn thấy. Liễu Thành Thành suy đoán nói: không phải quỷ, chỉ là một người chết mà thôi. Hẳn là người đưa thư tầng 4 bị quỷ giết chết. Cỗ thi thể này có chút quen thuộc nhỉ. Sau một hồi quan sát, Ưng Ca khẽ nhíu mày, lập tức vén chăn lên. Một mùi thi thối nồng đậm lập tức tỏa ra, khiến cho đám người gần như là muốn nôn mửa vậy. Một cỗ thi thể hư thối xuất hiện trước mặt. Trên tay cỗ thi thể này có cầm một tấm hình cùng một bức di thư. Là người bạn mất tích của tôi, chủ lỗi. Sau một hồi quan sát, con ngươi của Ưng Ca khẽ co lại. Liễu Thành Thành nói: chết khá là thanh thản, còn có thể để lại di thư cùng với ảnh chụp. Như vậy người này hẳn không phải là bị quỷ giết mà là tự sát. Ưng Ca nhíu mày nói: chu lỗi không tự sát, cậu ta không có yếu đuối đến mức đó. Không quan trọng, hắn ta đã chết được một đoạn thời gian rồi. Dương Gian chỉ liếc mắt qua, không có hứng thú đối với thứ này. Ưng Ca không nói lời nào cả, chỉ đi qua cầm lấy bức ảnh cùng với tờ di chúc trong tay của cỗ thi thể. Hắn ta không một chút cố kỵ, mở thư ra xem. Đúng là thư do chính tay của Chu Lỗi viết. Phía trên có bàn giao lại một số nguyện vọng. Bức hình kia là ảnh của gia đình Chu Lỗi. Hình như là trước đó hắn chết, hắn ta cũng không có quên người thân. Lý Dương chỉ hơi nhìn qua một chút, sau đó nói với giọng điệu cảm khái: vất vả lắm mới trở thành người đưa thư tầng 4, không ngờ cuối cùng vẫn là không chịu đựng nổi. Hắn ta đã đi theo Dương Gian từ tầng 1 đến bây giờ, nên đã quá hiểu. Để trở thành người đưa thư tầng 4 là bao nhiêu khó khăn, trắc trở đây. Chỉ cần kiên trì thêm một chút, lên đến tầng 5, như vậy bọn họ sẽ có hy vọng rất lớn về khả năng rời khỏi chỗ quỷ quái này. Không cần phải đi đưa thư cho bưu điện quỷ, hoàn toàn có được tự do. Tất cả các căn phòng trên tầng 4 đều sẽ có một chiếc tủ lớn như này hay sao? Đúng vào lúc này, ngay khi Dương Gian đang quan sát thi thể, hắn đột nhiên vô tình chú ý đến góc của căn phòng. Ở trong chỗ kia có một chiếc tủ đựng quần áo bằng gỗ. Chiếc tủ quần áo này mặc dù lớn nhưng mà lại không có quá nổi bật, bởi vì nó dường như đã hòa cùng một thể với căn phòng. Cứ như chỗ đó đến nên có một chiếc tủ như vậy vậy. Không có gì quá chú ý, cho dù có nhìn thấy cũng sẽ tự động bị người ta bỏ qua. Ưng Ca bình tĩnh nói: không, những phòng còn lại trên tầng 4 không có loại tủ như này. Trong phòng 402 lúc trước tôi ở cũng chỉ có một cái giường cùng tủ nhỏ đầu giường thôi. Ngoài hai cái đó ra không có bất cứ thứ gì nữa. Tuy nhiên tình huống ở mỗi căn phòng đều khác nhau, cho nên ít nhiều cũng sẽ có thêm một vài thứ. Những cái loại tủ lớn thế này là không thể nào xuất hiện được. Cậu cảm thấy chiếc tủ quần áo này có vấn đề sao? Sẽ không thực sự xui xẻo đến mức như vậy chứ? Vương Thiện bên cạnh nghe vậy vội vàng lùi lại, tránh xa chiếc tủ kia. Dương Gian đi đến bên cạnh: chưa thể xác định được, chỉ là tốt nhất vẫn nên kiểm tra một chút đi. Dù gì đi nữa tối hôm nay chúng ta sẽ phải ở lại trong này. Liễu Thanh Thanh, cô không định đứng ở đó suốt buổi đấy chứ? Tôi hiểu rồi, để tôi kiểm tra xem sao. Liễu Thành Thành lập tức hiểu rõ ý tứ của Dương Giản. Suốt đoạn đường này cô luôn bám theo phía sau, không làm gì cả. Có nguy hiểm đều là do Dương Giản đứng ra xử lý. Hiện tại Lý Dương đang bận ngăn cửa, mà bản thân cô ta cũng là ngự quỷ nhân, không có lý gì lại không chịu giúp một tay. Cho nên chút chuyện nhỏ như để điều tra tình hình bên trong phòng như này, cô ta không có lý do gì có thể từ chối, đồng thời cũng không tiện mà từ chối. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chào anh em.